Nhiều anh em cứ hỏi game thùng 5555 và game thùng 2555 khác nhau như thế nào, Đảo sẽ làm một bài so sánh cụ thể cho anh em luôn nha. Và đây là tốc độ mở máy của game thùng 5555 cùng với 2555. Đây, Đảo tắt máy và mở lại cho anh em nha. Rồi, cùng mở lại 2555 và 5555 nha anh em. 1, 2, 3. Đó, anh em thấy không? Tốc độ mở máy của hai cái thùng nha anh em. Năm vô trước nha anh em. Đó, cái bản update mới của 2024 rất là mạnh nha. Rồi, 5555 phải mất tới là 37 giây mới vô được. Đó. Về tốc độ mở máy thì cái bản này đã được cải thiện rõ rồi. Lúc trước là nó tới 1 phút 50 mấy giây, bây giờ chỉ còn có 20 mấy 30 giây là vô, còn cái này phải mất 30 mấy giây mới vô nha anh em. Đó, 5555 và 2555 rất là ok. Đây, bây giờ nó sẽ test cho anh em về tốc độ vào game của game thùng 5555 và tốc độ vào game của game thùng 2555 cùng một lúc nha anh em. Rồi, Đỡ sẽ bấm giờ luôn nha anh em. 1, 2, 3, bắt đầu. Đó, anh em coi tốc độ vào game nha anh em. Đó. 5555 vô trước, 2555 vô sau nha anh em. Đầu tiên là tốc độ vào game 2D. Rồi, tiếp tục tốc độ vào game 3D nha anh em. Tốc độ vào game 3D của game thùng 5555 và 2555 nha anh em. Rồi, đó. Còn cái nào vô trước anh em ạ. Quan trọng là lúc nó chạy tới cuối cùng game nha anh em. Bên kia vô trước kìa, logo rồi. Bên đây vô sao, nhưng mà nó vô trước luôn nha anh em. Vô sao nhưng mà tốc độ vô trước 2555 nha. Thấy không, vô trước rõ ràng anh em. Đây, thoát nè, bấm nè. Chuẩn bị, 1, 2, 3. Đây, vừa bấm vô cái là nó ra liền. Còn này phải mất vài giây mới ra liền. Đó, tốc độ phi xử lý của 5555 nó quá khủng, quá khủng, quá khủng. Tốc độ thoát game 3D của 2555 và 5555 nha anh em. 1, 2, 3. Đây, vừa mới thoát ra liền, 3D cũng phải lót tầm 3-4 giây mới ra liền nha anh em. Đây anh em, bây giờ á, đã sẽ cho anh em chất lượng hình ảnh. Đây là chất lượng 720 và 60fps. Còn đây là chất lượng hình ảnh 1080 và 60fps nha anh em. Đây anh em coi nè, chất lượng hình ảnh thì cái này nó sẽ sắc nét hơn và nó độ mượt làm tươi nhanh hơn. Này nó hơi giật xíu. Cái độ mượt của nó không có những cái ô vuông, còn đây nó vẫn còn những cái cạnh góc chưa có được vuốt mượt như là cái thằng 5555 này, nhưng mà nó cũng xinh xinh nhau chứ không phải là quá đến nỗi mà mắt thường chúng ta có thể khó chịu với nó. Này không, không phải có nha, đây nhìn coi, đây nhìn nè, đó, phải không, chất lượng hình ảnh hai bên cũng gần như là tương đương nhau đó. Anh em đừng cứ nghĩ là full HD 1080p hoặc là 720p nó không có ok, nó vẫn ok nha anh em. Vẫn mượt mà như thế nào. 1080p và 60fps, 720p và 60fps vẫn rất là ok. Chất lượng mà làm đẹp á của game thùng 5555 và game thùng 2555 ở cái game bên dưới chạy đi nè. Thì anh em thấy không? Ở đây à, nó rất là mượt luôn nha anh em. Anh em nhìn nào, những cái hình bóng này rất là ok. Đó. Còn cái này nó vẫn còn ô vuông nha anh em. Nó vẫn mượt nhưng mà nó vẫn còn ô vuông. Anh em nhìn nè. À, anh em nhìn nè. Không, chất lượng của cái này, chất lượng của cái này. Cái 60fps, cái độ làm tươi nó đều như nhau. Nhưng mà cái màn hình này của 5555 nó đẹp tuyệt vời. Cái này đẹp ở mức ok, chơi được, ngon lành như cái thùng này xưa. Còn cái thùng này được cải tiến lên, nâng cấp lên, độ làm mượt nè. Về phần âm thanh đó, của 5555 này á thì nó rất là thanh hơn, bởi vì nó có một con chip âm thanh là cấu hình mạnh hơn. Mắc tiền hơn thì chip âm thanh nó phải mạnh hơn. Rồi, đây là cấu hình âm thanh của bên máy 2555 nha anh em. Ờ, nghe nó hơi chai sượng một xíu, nó hơi chai xíu. Thì cái chiếc âm thanh nó ít chút vấn đề hơn. Thì nó phải, nghe, không thấy bằng, đúng không anh em? Ở cái nút nhấn, cái cần gạch của máy 2555 này á, thì nó xài nội địa chung nha anh em. Đó, anh em mình nè, nó cái lực nè, phải lực rất là mạnh thì nó mới nhận nút nha anh em. Cần gạch nó cũng rất là nhạy. Đó, thấy không? Này như vậy, thấy không? Mặc dù là đồ nội địa chung nhưng mà nó rất là bền nha anh em. Mà nó xài phím Bluewick khả năng là 50 triệu lần đó, theo thông báo của nhà sản xuất về phím Rawick nha anh em. Đó, 50 triệu lần, nhưng còn thực tế thì chúng ta phải trải nghiệm chúng ta mới biết. Với game thùng 5555, tất cả nút nhấn cần gạt đều là gì, của Sanwa Nhật nha anh em.
Xanh qua Nhật là gì? Là cái nền móng đầu tiên của cái dòng game thùng trên thế giới nè. Đây, với nút nhấn nè. Đó, cần gặt nè. Nè thấy không? Đều của Xanh qua nha anh em. Đó. Đó, đây anh em nhìn nút nhấn nè. Chỉ cần ấn nhẹ thôi. Chưa kịp chạm như thằng 2555 là nó đã lên tín hiệu rồi. Cái độ nhạy của nó, cái độ đẩy của nó cực kỳ nhạy. Đó, thấy không? Nè. Đó. Đó, rất là nhẹ nhàng. Mà để vô kêu nè. Anh em thấy không? Nè, bốn phương tám hướng của nó cũng rất là ok. Rồi. Thật ra cái wifi này để làm kiển thôi. Đối với đỡ, đỡ nói với anh em là nó không có tác dụng nhiều. Những cái wifi này á, anh em có thể tải về những cái game, nhưng mà thật ra cái game nó không có chơi được. Thật sự cái game nó không chơi được. Bây giờ đỡ kết nối wifi test thử cho anh em về 555. Nhưng mà đỡ nói trước với anh em là toàn game gì đâu không à. Là wifi 2.5 2G thôi nha anh em. Đó rồi, giờ vô ra nè. Rồi, game store. Đây, game store mình có thể download nè. Kiếm những cái gì mà để lao này. Server rất là chậm nha anh em. Lót rất là lâu. Và game tải cũng có mấy KB trên dây vậy, anh em nghĩ coi. Tải làm cái gì? Thực ra những cái game nó không đỡ chưa thử mà đỡ đấy. Wi-Fi nó chỉ làm màu thôi. Mặc dù cái cổ máy 555 này á, là hiện tại đang là cái cổ máy mạnh nhất trong cái làng game thùng. Nhưng mà cái Wi-Fi của nó cũng như vậy. Thì anh em đòi hỏi cái gì Wi-Fi những cái máy như 2555 để làm gì? Không cần thiết anh em ạ. Wi-Fi đối với game thùng không cần thiết. Anh em nhìn đi, App Store hoàn toàn trống lỏng, dư nè. Thẻ nhớ của cái máy này của đỡ là 64GB nha anh em. 2555 cũng vậy, cũng là 64GB nha. Đó. Cấu hình cho nên anh em thấy tốc độ vào game rất là nhanh là như vậy. Đó. Rồi. Anh em thấy không? Không có gì hết. Không có gì hết. Không hề có gì hết. Rồi, Game Store cũng vậy. Vào thì nó rất là chậm mà chẳng đau được cái gì đâu. Ví dụ như là tìm những game nào khác đó. Những game USB 3D nè. Gần như là không kết nối được server với nó. Thì anh em lấy cái wifi làm gì, tải game làm gì, nghe mấy khứa trên mạng nó thêm tính năng wifi rồi vô cho anh em, thật ra là gì, cú lừa hết. Bởi vì đỡ không bao giờ nói cái tính năng wifi vô trong cái những cái máy của đỡ hết đó. Đỡ không bao giờ làm như vậy, tại vì sao? Mình không có lừa gà, mình là người thật, việc thật, chơi sao có sao nó vậy. Mặc dù có tính năng wifi nhưng mà đỡ nó vứt tính năng wifi một bên. Đối với đỡ, niềm tự hào nhất á, đỡ luôn tự hào về cái thùng 255, tại sao? Đỡ đã đưa được lá cờ Việt Nam của mình lên phương trường quốc tế. À, nè, nó có rất nhiều ngôn ngữ Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Trung, Đài, Trung, Hàn, Nhật đều có hết nha. Rồi, nhưng mà còn cái bên 555 này thì đỡ chưa làm việc được với lại bên xưởng. Là nó chỉ có mấy tiếng Anh nè, rồi tiếng Hàn, tiếng Nhật, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với Trung. Đó, hết. Chưa đưa được lá cờ Việt Nam lên bản đồ của 555. Nhưng biết đâu ngày nào đó bản đồ Việt Nam sẽ lên game thùng 5555. Rồi sao? Và đó là so sánh giữa 5555 và 2555 nhiều anh em yêu cầu. Ok chưa? Ok, 555 là phải cọc. 255 này anh em ở xa muốn đỡ ship đúng không, cọc cho đỡ một ít, ship tới thanh toán nhận hàng. Đỡ không bao giờ không cọc nha, không cọc thì không ship. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu mà mua thì liên hệ đỡ qua cái số là 0981275581 nha. Đó.